Hey, hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của mình, Ông Chồng Hay Làm. Vừa rồi á là mình có cái ra một cái video á là bí quyết làm giàu phần 1 với các bạn. Thì nghe tên nó thì cũng hơi kêu, thật ra thì nó không phải là một bí quyết gì mà nó là ghê gớm để có thể giúp cho các bạn có thể làm giàu, giống như là những cuốn sách mà các bạn có thể đọc vô ở bí quyết làm giàu, bí kíp làm giàu. Thật ra nó không phải, mà nó chỉ là một cái chia sẻ mà mình cảm thấy rằng nó hữu ích với những cái bạn trẻ, những cái bạn mà đang trong cái quá trình mà tìm kiếm cái sự thành công trong cuộc sống, cũng như là tìm kiếm được một cái tương lai tốt đẹp. Thì có thể qua cái video của mình có thể là tìm thấy được những cái điều gì đó trong cuộc sống giúp ích cho các bạn. Thì có một bạn comment đó là cháu 24 tuổi. Cháu đã làm và để dành được 100 triệu. Thì giờ cháu không muốn làm thuê nữa mà cháu muốn là làm một công việc kinh doanh gì đó, thì nhờ chú tư vấn. Nếu được á thì nhờ chú có thể làm một cái video giải đáp. Thì nhân tiện đó thì mình cũng sẽ làm một cái video giải đáp cho cái câu hỏi của một cái bạn trẻ 24 tuổi mà để tiết kiệm được 100 triệu. Thì đầu tiên mình xin chúc mừng chú, xin chúc mừng cháu vào cái năm mà chú 24 tuổi á, thì chú cũng có đi làm thêm một vài thứ. Tuy nhiên rằng là chú không có một cái số tiền lớn như cháu bây giờ, có nghĩa là cháu đang rất là thành công trong cái độ tuổi của cháu. Bởi vì chú chưa có biết xuất phát điểm của cháu như thế nào, thành ra là chú cũng không biết được đó là cháu đã làm cách nào. Tuy nhiên cháu có nói rằng cháu đã tiết kiệm mà ở cái tuổi 24 mà dư được 100 triệu, thì đây là chú thấy là một sự thành công. Đầu tiên thì chú chúc mừng trước nha. Và cái định hướng về kinh doanh như thế nào cho tương lai, thì cái điều này chú sẽ có một cái giải đáp cho cháu qua cái kinh nghiệm mà gọi là trải qua rất là nhiều ngành nghề của chú. Năm nay chú 42 tuổi, nhưng mà chú làm rất nhiều thứ nha. Từ hồi nhỏ là từ hồi mà sinh viên á, là chú đi làm qua là phát tờ rơi nè, giữ xe nè, phục vụ bàn ở trong quán bar nè, rồi hợp tác với một cái anh sinh viên để mở một cái trung tâm gia sư nè, rồi khi mà thiếu gia sư thì chú đi dạy gia sư nè, rồi chú đi phát giao báo nè, gọi là cộng tác viên báo Tuổi Trẻ, nhưng mà thực ra chỉ là giao báo bán báo đó. Rồi sau này chú lớn hơn, chú đi làm rất nhiều công việc, làm sale ở bên lĩnh vực IT, rồi một vài ngành nghề nữa mà nhiều khi chú nói chú không nhớ hết. Có cũng có liên quan tới đầu tư bất động sản cũng có. Gọi là đầu tư cũng có, mua bán cũng có, rồi môi giới cũng có đó. Thì đó là một số những cái công việc mà trước giờ chú làm, rồi cái YouTube này cũng là chú làm, cũng là để kiếm tiền đó con đó. Rồi mua bán xe cũng có. Để coi chú, coi chú làm gì nữa ta. Chú nghĩ chắc viết báo nữa. Chú cũng có viết báo kiếm tiền, viết báo, cộng tác báo, rồi dịch dịch thuật. Chú dịch thuật, chú dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt, đó là cũng kiếm được tiền đó. Rồi để chú nhớ thử coi, ra đi làm rồi về. Chú có làm một thời gian làm giáo viên nữa. Chú khoảng 2 năm mà chú trải qua cái nghề giáo viên, chú đi dạy ở trường cấp trường trung cấp nghề đó. Rồi có một thời gian chú làm ở trong ngân hàng, nhưng mà cũng lĩnh vực IT, quản trị mạng đó. Thì cháu thấy là cũng khá là nhiều cái ngành nghề, thành ra là chú có thể là làm chưa có thành công trong từng cái ngành nghề của chú tới một cái mức gọi là cao siêu hay gì hết. Tuy nhiên là chú có trải qua, thành ra chú sẽ chia sẻ cho con những cái kinh nghiệm đó. Thì đầu tiên người ta hay nói rằng á, để làm giàu á, thì người ta hay có cái câu là phi thương thì bất phú, có nghĩa là nếu như mình muốn giàu có thì chỉ có một con đường duy nhất, đó là kinh doanh đó. Kinh doanh
Thì không phải ai cũng kinh doanh cũng giàu, nhưng mà những người giàu thì thường là họ từ kinh doanh mà đạt được những sự thành công thì họ giàu. Đó có nghĩa là không phải ai cũng cũng cứ kinh doanh là giàu, mà những người giàu thì thường là có dính líu tới vấn đề kinh doanh. Thành ra là nhiều người cứ tưởng hai câu đó là một, thành ra là họ muốn giàu là họ cứ đi kinh doanh, nhưng mà không phải vậy. Người giàu là thường là người kinh doanh, còn người kinh doanh là chưa chắc đã giàu, phải hàng ngàn người thì mới có một người gọi là giàu. Tất nhiên cái này là chú theo quan điểm chú thôi nghe, chứ không phải là chú không có thống kê để nói, nhưng mà không phải ai kinh doanh cũng giàu, phải hàng ngàn người mới có một người giàu, và có những người khá và hầu hết cũng là chỉ là trung bình, và có một số lượng là thua lỗ nữa đó. Thành ra không phải cứ kinh doanh là giàu. Nếu như con có 100 triệu thì chưa nói tới vấn đề là kinh doanh ngành nghề gì, chú đang nói về cái định hướng thôi. Thì cái định hướng khi mà mình muốn làm giàu nó có nhiều cái con đường, trong đó là chú có nói phi thương bất phú, có nghĩa là phải kinh doanh. Tuy nhiên không phải ai kinh doanh cũng giàu, thành ra là cái mình phải biết được cái thế mạnh và cái đam mê của bản thân thì mình mới có thể làm giàu được. Thường á là người ta hay nói là mình phải làm vì cái đam mê mình trước, để khi gặp được những sự khó khăn trong cái việc mà kinh doanh mua bán đó, thì do cái đam mê của mình nó giúp cho mình vượt qua được cái sự khó khăn đó, và từ từ thì cái thành công sẽ tới sau. Nếu như khi mà từ bắt đầu vô con đã nghĩ đây là một cái ngành nghề để kiếm tiền, không thì rất khó để thành công, mà mình phải nghĩ là mình có cái thế mạnh gì. Ví dụ mà thế mạnh của mình là đam mê làm gỗ, đam mê điêu khắc, hay là đam mê về xe, đam mê về điện tử, ví dụ vậy, hay cơ khí hay là xây dựng, thì mình phải biết cái đam mê của mình trước. Khi mình biết được cái đam mê của mình đó, và mình sẽ theo đuổi cái đam mê đó bằng cái việc kinh doanh về cái đam mê đó, thì cái khả năng thành công của mình nó sẽ lớn hơn. Còn nếu như bây giờ con chỉ cảm thấy là đang có cái ngành ngành hot bây giờ, là ví dụ như chú nói trà sữa đi, vài năm trước đây trà sữa ví dụ như hay là trà chanh chém gió, thấy người ta làm kiếm kiếm được khá là nhiều tiền thì mình lại bay vô mình làm, thì làm như vậy nó gọi là làm sổi thì mình vẫn có thể thành công. Tuy nhiên đó là nó rất là ngắn, nó không có lâu dài bằng cái việc mà con làm theo cái đam mê và cái sở thích của con, và cái việc đó mà thành công nó sẽ đến sau, nó sẽ đến sau đó. Thì chú nghĩ là đó là một cái hướng mà chú khuyên con như vậy. Chú sẽ không có nói là chi tiết là con nên làm nghề A, làm nghề B, làm nghề C. Tuy nhiên là chú nghĩ rằng con sẽ hãy hãy tự hỏi bản thân mình là con đam mê cái gì, thế mạnh của con là gì, đam mê con thích thích cái gì, thì con có thể kinh doanh về cái thứ đó. Và chú khuyên trước là con nên kinh doanh nhỏ trước, rất nhỏ trước đó, để bảo toàn cái số vốn. Ví dụ bây giờ nha con, ví dụ chú ví dụ luôn, ví dụ bây giờ là con đam mê cà phê, thích cà phê, thì thường á là người ta sẽ khuyên đi thuê mặt bằng, rồi đi thuê nhân viên, rồi bắt đầu là nhượng quyền cho một cái thương hiệu gì đó để đầu tư. 100 triệu vẫn làm được hay con? Ví dụ 100 triệu vẫn sẽ làm quán cà phê Milano chẳng hạn. Tuy nhiên chú khuyên con không nên làm liền như vậy, bởi vì nó rất có khả năng là mất trắng luôn. Chưa nói là bởi vì dịch nha, nhưng mà chú đang nói bởi vì cái kinh nghiệm chưa tích lũy được, kể cả là không có dịch luôn. Ví dụ chú nói ví dụ bây giờ mình muốn bán cà phê đúng không? Ok, mình hãy nghiên cứu về cà phê và mở nhỏ trước. Ví dụ bây giờ chú chỉ cần kiếm một cái bằng nhỏ của người bạn gì đó ở một cái quán vỉa hè thôi, chú cũng pha cà phê chú bán, ví dụ vậy. Ví dụ bây giờ chú thích cà phê pha phin đi, chú pha trước chú bán nhỏ lẻ mỗi ngày mỗi ngày, chú để 3 4 cái ghế thôi chú bán. Thì ví dụ không thành công thì mình vẫn tích lũy được kinh nghiệm và mình không có mất số vốn nhiều đó. Để sao? Để mình hiểu vì sao mình thất bại ở một cái ngành nghề kinh doanh A, vì sao mình thất bại, vì mình chọn không đúng địa điểm, hay mình chọn không đúng gu, hay là ABCD gì đó, thì từ đó mình rút ra được kinh nghiệm, và kinh nghiệm đó mình trả giá bằng rẻ thôi, rồi sau đó mình mới làm lớn hơn đó. Chứ đừng bao giờ mà con mới vô mới ra mà con nghĩ là con sẽ làm lớn, con kiếm một ngày là
À, ví dụ như bây giờ đầu tư 100 triệu ngày bán 100 ly cà phê kiếm được 1 triệu rưỡi mỗi ngày, một tháng là 30 mấy triệu. Ví dụ như vậy, không nên làm như vậy. Mà theo kinh nghiệm của chú, hãy làm từ những cái rất nhỏ. Có thể là ví dụ như mình muốn làm chủ cửa hàng cà phê thì mình phải đi bưng bê cà phê, phải đi pha cà phê, phải bán cà phê, sau đó mới làm chủ cà phê. Đó. Tuy nhiên là mình vẫn có thể làm chủ liền, nhưng mà mình làm nhỏ thôi. Đó là một cái ví dụ của chú, một cái ví dụ nhỏ thôi để cho con thấy rằng là mình muốn kinh doanh một ngành nghề thì mình phải đi từ những cái bước nhỏ 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 đi lên. Khi mà mình nắm được hết tất cả quy trình của nó thì mình mới ra làm riêng cho mình một cái doanh nghiệp, nhưng nó nhỏ thôi, cũng được từ A đến Z đó. Ví dụ như chú nói, ví dụ như bây giờ con muốn ví dụ con thích một cái ngành gì đó thì mình sẽ đầu tiên phải tìm hiểu, phải đi làm công nhân của cái ngành đó để mình đi lên từng bước từng bước, mình hiểu được rõ cái sản phẩm của mình, cách làm ra sản phẩm, rồi từ những nguyên liệu gì A B C D, rồi sau đó mình mới ra mình tự mình làm, và mình làm nhỏ thôi để mình tích lũy kinh nghiệm và cái số vốn nó nhỏ đó. Đó là cái lời khuyên của chú. Thực ra là cái giải đáp này á, thì chú không nghĩ là chỉ gửi tới cho con mà cũng có thể gửi tới cho những bạn trẻ khác mà đang ở trong cái quá trình đó là muốn muốn phát triển bản thân, muốn tìm kiếm một cái gì đó. Hiện tại thì những người trẻ họ hay mở startup, họ thích làm những cái cá nhân, những cái rất là to lớn. Tuy nhiên là chú thấy nếu như con mới 24 tuổi mà để dành được 100 triệu, có nghĩa là con là một người rất là cẩn thận và chu đáo, chu toàn, biết cách tính toán. Thành ra là chú mới hướng cho con một cái hướng như vậy. Con phải tự hỏi bản thân con thích một cái gì nha. Thích âm nhạc, thích cơ khí, thích xây dựng, thích cái gì đó, hãy làm theo sở thích của mình và mình làm đi từ cái bước nhỏ. Ví dụ con chưa biết, con đi học trước, học hết tất cả quy trình để làm ra một sản phẩm đó, rồi sau đó con hãy tự mở ra nhỏ thôi để mình tích lũy kinh nghiệm, rồi sau đó mình khi mà mình đã kinh nghiệm đủ rồi thì mình có thể làm lớn dần lên đó. Và cứ việc tự tin mà khi mình đã lớn, mình đã biết hiểu về thị trường, hiểu về cách làm ngành nghề đó, mình sẵn sàng mình có thể nói bố mẹ vay nhà cho con mượn một vài tỷ để con đầu tư con làm, không sao hết. Tuy nhiên bây giờ thì không nên, bây giờ vẫn cứ làm những cái nhỏ nhỏ. Ok, cái video của chú tới ngày hôm nay là kết thúc. Chú chúc cho con á là tìm được một cái công việc trong tương lai mà con có cả cảm thấy là nó phù hợp nha. Và chú chúc con là sẽ thành công. Rồi chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Nếu như những bạn nào chưa đăng ký kênh của ông chồng hay làm thì nhớ đăng ký cũng như like share nha. Rồi cảm ơn các bạn. Chào tạm biệt.